Xin chào cô chú, xin chào các bạn, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và cuộc sống ở Nhật. Hôm nay thì hai mẹ con Quỳnh sẽ ăn một mâm trái cây chấm với lại kem tươi. Và mâm trái cây này tổng cộng là 10 loại nha mọi người. Bây giờ mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Thì kem tươi ở đây thì Quỳnh mua sẵn, người ta đã bỏ vô chuẩn bị về rồi. Bây giờ thì Quỳnh sẽ cho ra chén nha. Rồi ok, mình cho ra chén mình ăn nha. Mình xịt cho cái chén đó để mình dễ ăn nha. Rồi thích không? Thích không? Xịt thẳng lên đây luôn, mình chấm cho nó đã. Rồi cho ông ta nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ thôi từ từ rồi sang ngồi xuống này, rồi chụp tấm hình nè, chụp hình cười 1 2 3 cười. Ok, ăn cái thanh long trước nha. Bay cười đi mừng thì bay cười đi mừng cái wow thì bay cười đi mừng cái. Rồi mình sẽ chấm với thanh long nè. Trời ơi, cái kem nó dính cái màu đỏ luôn à. Cái kem nó dính màu đỏ luôn. Ăn Ichigo, mày lấy Ichigo cho. Hôm nay á mỗi loại. Hôm nay mỗi loại mọi người. Thì hai mẹ con mình sẽ ăn một ít nha. Kitanai nữa. Trời ơi, Kitanai là Kitanai mệt quá, nó dính màu hồng thôi chứ có gì đâu Kitanai. Dính màu hồng, sorry Kitanai. Ok. Chờ cô cũng nói xin nhỉ. Một tiểu. Cô ấy nói hàng. Cô nói hài, ok. Nó nói Quỳnh á, hồi nãy Quỳnh mới chấm vô đây dính ra ba cái thanh long màu hồng. Dính ba thanh long màu hồng á, nó nói dơ. Ăn cái này bao mật không à. Hồi xưa á, ở bên Việt Nam Quỳnh cho anh xã Quỳnh ăn thanh long mọi người. Nói xin lỗi mọi người trước nha. Ổng ăn thanh long xong cái mỗi ngày ổng đi vệ sinh á. Ăn xong cái ra khác thường mọi người. Ổng hết hồn, tưởng bị bệnh mọi người. Ăn thanh long là một. Với lại mình ăn trái kiwi nha mọi người. Y chang. Mình sẽ ăn tới là hồng khô treo gió này. Nó rất là ngon và béo, xào quá mình cũng thấy là nó ở trong này. Nó tươm mật luôn. Đây mẹ lấy cho sao cái dầu nè, chấm cái dầu vô, chấm cái dầu vô đi con. No. Đó bây giờ mình sẽ chấm nha. Hồng khô treo gió mà mình chấm kiểu này là phê luôn mọi người, phê luôn. Nó đã lắm rồi. Trời ơi, hồng nó dẻo, nó ngọt, nó tươi mật. Mà chấm thêm cái này nữa. Trời ơi, tao nói nó béo lên tới não. Mâm trái cây hôm nay Quỳnh mua á, nếu mà ở Nhật mua cũng mắc nha mọi người, chứ không có rẻ nha.
Nếu mà mắt đó là có dâu, dâu anh đào, cái hộp dâu không là mình mua đó hết là bao nhiêu đó mà có nhiêu cái đó là Biolante. Hả? Biolante có chị. Cái hộp dâu như đó không á là hết 600 ngàn một năm. Mà bây giờ á là muốn hết mùa dâu mà dâu nhà kính nha, còn bây giờ dâu ở nhà mình trồng ở ngoài thời tiết bình thường á, chỉ bắt đầu bây giờ nó mới ra bông. Còn trong nhà kính giờ á, người ta trồng cũng được à, nó nóng quá mà. Còn ở ngoài thì bây giờ nó mát, khoảng chừng mười mấy hai mấy độ, bông sẽ ra nở á. Cho nên hôm nay á, ở ngoài bông dâu nhà mình nó nở, giờ bữa nữa nó ra trái, mình đồng quay cho mọi người xem nha. Trời ơi nó đã, nó béo khủng khiếp mà nó đã dễ sợ. Hôm nay là tràn ngập vitamin. Dâu đỏ hôm nay cũng không bự mà. Dâu ở Nhật mà vô mà đúng mùa mà trái siêu to á thì là phải là tháng 2 mà. Thông thường tháng 2 là cái tháng lạnh nhất ở Nhật, tháng mùa đông á. Còn tháng 3 là cái đầu là hoa ừ mê, sau cái tháng 7 là cái đầu trẻ ấm rồi. Cho trái dâu không ăn mà. Hiếm khi nào mà Quỳnh mua được ba loại dâu trùng lỏng à. Có loại này không có loại kia. Nói thật chứ nó chỉ khác cái màu thôi, nhưng mà thật sự á, nó hiếm cho nên nó mắc mà. Nhưng mà nếu nó mà ngon á là chỉ có dâu đỏ nha. Nếu mà ngon là chỉ có dâu đỏ thôi. Còn những cái loại như mà là dâu trắng, dâu bạch tuyết hầu như là nó chỉ có là nước, mọng nước nhiều. Nhưng mà cái độ chua ngọt của nó thì nó không có đồng đều nha. Sang với dâu đi con, mày để với dâu nè. Hôm nay không ăn luôn mọi người. Hôm nay chỉ ăn kem thôi đó. Không ăn. Kiwi chua chua ngọt ngon dữ sợ. Thích ăn trong cái bịch vậy mà nhậm hút nè. Ở đây có trái blueberry sao nè. Thường ngày đi chợ mà không thấy trái blueberry á, nó khoái lắm. Vậy mà hôm nay mua về không có ăn mà. Mọi người hay hỏi Quỳnh á, video Quỳnh làm á lúc nào cũng nhiều á, thì Quỳnh làm sao? Qua ngày là Quỳnh ăn hết nha mọi người, chứ không có vụ bỏ nha. Như là mấy cái trái cây nè, thí dụ như mình ăn hết á, mình đỏ ra mình ép nước mình uống trong vòng mà khoảng 1-2 ngày là hết trơn, mà không còn gì luôn á. Trái cây thì nó dễ lắm, còn đồ ăn á thì Quỳnh nấu một bữa đúng không, anh xã Quỳnh không ăn thì qua ngày hôm sau Quỳnh cũng dậy á, sáng Quỳnh ăn sáng với ăn trưa là hết rồi ha. Không còn sao mùa này thì nó lại không có nó không có nho mẫu đơn. Nho mẫu đơn chỉ có mùa hè cho tới tháng 12 thôi. Ăn mấy cái nho xanh này nó thật sự thì mà nó có liên tục thì nó có ngon. Nó giống như là mình ăn tạm nhá. Ăn tạm cái nho xanh với lại nho này á, Quỳnh thấy bên Việt Nam cũng có hiếm.
Hôm nay mua được trái xoài nữa nè. Tại cát Hòa Lộc được nhập từ bên Việt Nam qua. Nhưng mà nó cũng không có ngọt. Đó. Nó chua chua. Nó không có được như bên Việt Nam. Mà dạo này á, ở Nhật á, không biết bị giống gì mà hàng nhập qua cái bị delay á, người ta nhập mấy cái xoài này qua hôm bữa có cái shop nào bán nhập qua cái hàng bị delay mà chậm á, hư hết trời mà nhiều lúc cũng khổ vậy. Mùa này bây giờ nhớ bên Việt Nam bây giờ đang là mùa xoài nữa này. Trời ơi hay à. Ở Việt Nam mà nếu mà về Việt Nam mà sướng nhất á là có chỉ có về lúc mùa hè từ tháng 6 đổ dồn về tới tháng 8 tháng 9 mọi người. Trời ơi, quá trời trái cây. Ăn đã luôn. Sang ăn chuối nữa ăn đi. Mình nói với nó, mình hỏi nó là Sa là gì. Cái nó nhìn lên TV mà nó coi TV nó nói Sa, Sa là Sa Rư. Đúng không Sa? Sa Rư là gì? Sa Rư là sao? Sa Rư là con gì? Con có Sa. Con gì? Con của mẹ của Sa. Con của mẹ của Sa. Con khỉ. Con khỉ. Tên tiếng Việt là con khỉ. Con khỉ ăn. Con khỉ thích ăn gì? Con khỉ thích ăn banana. Tiếng Việt là gì? Banana là chuối. Chuối. Ăn chuối. Sao không ăn chuối? Ở Nhật các thì người ta thích ăn chuối mọi người. Chuối chấm chung với lại kem hoặc là làm mấy cái bánh rép á. Người ta hay bỏ chuối. Của nước thì có. Mama. Sao ăn vừa đưa về đi. Nga ăn. Bỏ bà qua đây sẽ trộn như này nào đó. Bỏ trộn vô, bỏ vô trộn vô múc múc ăn. Sao bà qua đây đi con, ăn đi. Ăn cho các bạn thấy sao ăn mà các bạn ăn theo sao. Trời đất ơi. Nó chè hai con mắt ra lại của chú ơi. Nãy giờ mình ăn được đủ hết chưa ta? Hình như còn thanh long trắng hay sao? Mọi người biết sao không? Mình làm một hôm trái cây lên, ví dụ mình làm mỗi cái có vài cái đeo quay á. Sao ăn xong đi là mẹ dọn. Là nó không hấp dẫn, còn mình làm gì nó hấp dẫn. Tôi có đây cái. Ăn ăn. Mà Quỳnh mua cái mâm trái cây này về á, là cái ông nhà Quỳnh không có ăn mà. Ông không có ăn trái cây mà, ông tuổi khỉ mà ông không trái cây. Mình pha không? Một bữa bị đi cả bữa đấy. Mình ăn tết thành long trắng. Thật sự thì những cái thanh long này á mọi người được nhập từ bên Việt Nam qua nha. Hàng bắt in Việt Nam rõ ràng không? Và không biết bên Việt Nam nhiều trái nha mọi người. Quỳnh mua hai trái thanh long, trái trắng với lại trái ruột đỏ đó mọi người. Thì là một trái 60.000, một trái 70.000, 350 yên trái mọi người. Bên Việt Nam mà thanh long mà mua 70.000 chắc mua được 3 kg. Mua được 3 kg nha mọi người. Ít chị
Ăn hết nửa trái thanh long trắng, nửa trái thanh long đỏ là một trái, mà mấy cái trái kia nữa nó no khủng khiếp luôn á. Ngon, ba sao ngon, dính kem, ngon. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của hai mẹ con Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của hai mẹ con Quỳnh á, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp hai mẹ con Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Yeah 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 yeah. Bye bye. Lấy lửa cho cô chú xem này nữa chứ. Ê, sao con ma? Con lại lửa cho.